không đỡ mà được. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Minh Nhân em ơi. Ở video này Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ ban chủ của bang ACE cho anh em xem. Hiện tại đang top 1 server nha anh em. Hiện tại đang sở hữu là mình đó là top cấp top 1 server. Anh boss đây. Bố già bị lắc. Rồi, bố già bị lắc. Ok, anh em cùng xem xét đồ này anh em ơi. Đây, Lý Bạch. Hồi chết đi. Đây, hiện tại đang sở hữu một set đồng bang. Ngọc bội hồng mỹ, nhẫn hồng mỹ, mắt ộp hoàn toàn. Đó, ok chưa? Hiện tại này gió đang nha anh em. Này gió đang nha mọi người. Hiện tại đang sở hữu một cây lôi sắc nội công mắt pin 200 lôi sắc nội công. Quá chất. Cái nón 20-40 hàng mắt ộp này. Bao tay 25-40 cũng là hàng mắt ộp luôn. Rồi, quá chất nè mày. Một đai lưng 21-40 18-132. Nói chung là đai lưng này mắt ẹp, mắt ộp cho vào đang rồi. Sức lực cao. Một cái áo quá đẹp luôn em. 40-16 40. Hiện tại này đang sở hữu mình 125 chậm. Rồi, sẽ đồ quá đẹp. Trời ơi, này đánh đường môn quá là chắc luôn anh em. Đừng nói mà vào đang nha. Một đôi giày, 24-40 33. Đôi giày này đặt móc cho vào đang luôn em. Đặt móc cho vào đang luôn rồi. Và ba tóc là tầm này đẹp rồi. Trời ơi, mắt pin anh em ơi. Vào đang mắt pin nha anh em. Không còn gì phải bàn anh em. Anh này hiện tại đây là ban chủ ban ACE khả năng vào cũng cho anh em vào bên ban này là hiện tại đang cầm ban chủ này 158 cấp. Đó. Này hiện tại bây giờ anh em không thấy chứ ếch này là đang đây cho anh em xem. Đó, ok, anh em cùng tiếp tục xem lại set đồ nè. Một set đồ quá đẹp mọi người. Sở hữu một con thối phiến. Đó, thối phiến 500 máu, kháng cả 7 con này thì mát mát của cấp 5 là gọi là mát cấp rồi nè. Hiện tại như anh em cũng biết server này thì con ngựa này nó chỉ giá hơn 25 triệu Việt Nam đồng một con này anh em. Hơn 25 triệu Việt Nam đồng con này. Đó. Còn set đăng bang này thì nói thiệt anh em, set đăng bang này nha. Hôm trước mà bên set đồ của London đó anh em thì anh em cũng thấy rồi, ngập bội, nhẫn và gia chiên thì chỉ giá còn hơn 30 triệu của cái set này anh em. Tại vì nó đắt nhất là đắt cái ngập bội anh em. Đắt nhất là cái ngập bội hồng mỹ này anh em. Đó. Thấy chưa? Hai nhẫn này hồng mỹ thì mắt ộp luôn thì quá chắc rồi. Nói chung set đồ này khả nghĩ chắc hơn set đồ của London. Tại vì London không được mắt hoàn toàn như cái này. Đó anh em thấy chưa. Hai món đồ nhìn quá chắc luôn nè. Mà sinh lực cao vãi đái. Giờ đang còn gì phải chờ nè. Trong thì set này thì trên dưới 35-40 là bình thường nè. Đó 20 này 30 này 30 này 5 này đó. Thì set này trên dưới 35-40 triệu là bình thường. Đó. Con ngựa này thì 25 triệu là bình thường nè. Con ngựa hiện tại vẫn hôm trước có người ra 23 triệu á. Thì cả nghĩ con này cũng tầm 20-23 triệu đó. Sức đồ này quá chắc rồi. Không có gì phải bàn. Bao tay này thì chắc là Khải không biết giá nè em. Tại vì ở bên server kia đem về á. Vô giá rồi. 25-40 25-40. Vãi nồi. Má bao tay đẹp quá đẹp luôn nè. Mà không còn gì phải chơi luôn mọi người. Cái nón vậy 20-40 sức lực cao luôn. 146 20-40. Còn đây là 84, 25-40. Áo nữa này nè. 16-40-40. Trong này set đồ này không còn gì phải chờ nè mày. 25-21-40. Sinh lực 132, sinh khí 18. Đúng là set này đẹp hơn. Đẹp hơn luôn đi nhiều nè. Trời ơi, đôi giày nữa 24-40. Trong là nhìn set đồ này quá thèm rồi nè mày. Thèm hơn cả set đồ của London nha nè. Đây chắc chắn em là một cao thủ võ đang tâm huyết nhất. Đó, Khải khẳng định sao. Tại vì sao gọi tâm huyết nhất. Hello Võ Nghiên Đức Thọ nha. Đó anh em thấy không. Đồ hoàn toàn mắt ộp nè. Không có món nào mà gọi là không mắt cả. Hoàn toàn là mắt ộp hết nha nè. Đó đây là set đồ của ban chủ ACE nha nè. Anh em cùng chiêm ngưỡng lại lần nữa nè. Đó. Anh em xem thì đừng quên cho ban chủ ACE một like chia sẻ ủng hộ nha nè mày. Nói chung là giá thì Khả chỉ biết được con giá con ngựa nè. Thì tầm 25 triệu quay đầu nè. Set đăng bang này thì chắc cũng tầm 35-40. Set đăng bang này thì khoảng tầm 35 triệu đến 40 triệu đó. Còn lại những cái món này, đồ xanh này thì bên không phải bên server Khải anh em. Nên là Khải cũng không rõ giá bao nhiêu. Chung là có vẻ là cũng sắm rất là nhiều server rồi. Nên là gom là được cái vũ khí như thế này anh em không. Cũng như là cái nón này. Quá đẹp. Quá chắc luôn em. Không dùng gì phải chơi. Thấy chưa? Quá đẹp luôn mọi người. Quá đẹp luôn. Tại sẽ đồ này thì tính ra 120 chậm. 120 chậm và 80 chót. Đó. Đi theo cái áo cái phi phạm kháng cả 10 nữa này. Rồi cái này kháng cả 5 nữa. Ngựa kháng cả 7 nữa. Trời ơi kháng cả quá nhiều luôn nè. Kháng cả quá nhiều luôn. Không phải đơn giản luôn nè. Anh em thấy chưa? Ban chủ chưa? Nhìn chắc chưa?
đẹp trai chưa đó, hòn đớ luôn nè, tại vì vừa rồi anh được thành đó, rồi anh được thiên tử luôn á, là lên thành hòn đớ luôn nè. Hôm nay cho nó là chuyển 9 giờ nữa là khỏe. Đây, em xem lại một lần nữa này. Đó. Như cái nón này á, nhiều anh em chắc chắn sẽ hỏi ở cái nón này tại sao nó lại ra như thế này, tại vì là hạ cấp anh em, hạ cấp 4 này anh em. Đó. Thì nó với lại nêu theo cái nón này thì nó giống nón Kim Phong á mọi người. Nhưng mà hồi trước bên Max server kia thì họ có đổi đổi ngoại trang anh em, họ có đổi ngoại trang đó mọi người. Họ có đổi ngoại trang từ server cũ á, nên là cái nón này nhìn nó đẹp thôi, chứ còn nếu mình thiệt tình cái nón này thì Khải nghĩ nó giống ấy xì cái nón Kim Phong anh em. Thiệt tình là cái ngoại trang nó như cái nón Kim Phong vậy. Nhưng mà hồi ở server cũ thì có được đổi ngoại trang anh em, tốn 500 xu thì có thể đổi thành cái búi tóc như thế này. Nói búi tóc mà nhuộm tóc vàng vàng như thế này anh em thấy không? Đó. Áo này thì áo đường môn giá sa bào thì quá quen với anh em rồi, đúng chưa? Đó. Chiến này không rất thiền đó, net 20k. Ok, thanh tâm vùi luôn. Đây anh em, đó. Đây là set đồ của ban chủ ACE nha mọi người. Hiện tại set đồ này thì Khải thấy thì mắt hoàn toàn Khải không biết giá bao nhiêu luôn đó nè. Như anh em có xem video trước rồi, set đồ của London thì trung bình khoảng tầm 150 triệu trở lên. Đó. Còn set đồ này Khải nghĩ chắc có vẻ hơn cả 200 đó nè, hơn cả 200 triệu đó mọi người. Không biết đâu nè. Đó, thấy chưa? Hơn 200 triệu đó không biết đâu. Tại vì nói thiệt với anh em á, những cái món như thế này á, nó dạng như vô giá rồi anh em. Cái bao tay này không khác cho bao tay kim quang luôn nè. Bao tay kim quang ở server thì trung bình khoảng 25-30 triệu là bình thường nè. Bao tay kim quang của server á thì trung bình khoảng 25-30 triệu là bình thường anh em. Đó. Còn bao tay này thì Khải không biết bao nhiêu. Đó. Khải không biết được. Đó, hai món đồ này. Thấy chưa? Quá chấp. Chung là nhìn set đồ này thì bảo đảm với anh em, những ai mà tâm huyết với võ đan, những anh em nào mà tâm huyết với võ đan thì không thể nào mà chơi vào set đồ của cao thủ Lý Bạch ban chủ AC này được anh em. Thấy chưa? Không thể nào chơi được anh em. Quá xuất sắc. Quá tuyệt vời luôn anh em. Mắt pin từ đầu cho đến cuối, không còn gì để chơi. Và set đồ này thì nói thiệt anh em thì có thể sau này sắm thêm gia truyền ăn ban Hồng Mỹ kháng cả 20 thêm kháng lôi nữa thì mắt pin. Đó, cái gia truyền này thì chưa được Hoàng Mỹ cho lắm, tại vì là chưa có gia truyền nào nè. Đó. Chưa có truyền nào 20 kháng lôi cả. Hồi nãy anh em có soi video trước cho anh em xem rồi. Thì video trước thì gia truyền kháng cả 19 10 đó. Nếu mà sở hữu 20 10 nữa là gia truyền này không khác gì mắt pin luôn nè. Đang thiếu là chưa được Hoàng Mỹ gia truyền thôi. Còn lại thì mấy món này thì không gì phải nói nữa rồi. Quá đẹp. Chắc chắn sơ đồ này Khải nghĩ hơn 200 triệu là có chắc nè. Cái này nói hơn nha, không nói dưới nha. Cái này nói hơn nha, có thể là 250, có thể là 300 đó. Tại vì là những món đồ này hoàn toàn mắt pin nên là mua bao nhiêu thì Khải không rõ lắm. Khải chỉ dự đoán là set đồ này hơn, nhỉnh hơn London một chút đó. Tại vì cây vũ khí này mắt pin nè, cây vũ khí này mắt ổn. Như anh em có theo server Khải từ đầu thì cây vũ khí 199 của Antana nè, thì cây vũ khí đó nó mua chỉ giá hơn 10 triệu rồi đó. Còn cây này mắt pin 200 thì không biết mua bao nhiêu thì xem vừa bên kia đưa qua mà sao Khải biết được. Anh này lại của Hòn nha anh em, không phải của Tuấn Hí đâu nè. Anh của Tuấn Hí là dàn hàng pháo, ít hôm nữa Khải sẽ soi dàn hàng pháo cho anh em xem. Đó. Rồi ok anh em xem video này đừng quên cho ban chủ Lý Bạch một like chia sẻ nha anh em ơi. 120 chạm và 80 chón và cái vũ khí máy pin 200. Quá đẹp.